hàng ngàn tính toán và vô số hiệu chỉnh rút ra từ các cuộc thí nghiệm vận động học trên các cá nhân và từ các phân tích lịch sử đều chỉ ra rằng tính bình quân cấp độ ý thức của dân số toàn cầu nhích hơn 5 điểm trong suốt một kiếp sống. Điều này có nghĩa từ hàng triệu trải nghiệm riêng lẻ không đong đếm xuể trong cuộc đời một con người, thông thường mỗi người chỉ thực sự rút ra được dăm ba bài học. Quá trình đạt tới hiểu biết chắc chắn luôn chậm và đau đớn. Chỉ một số ít sẵn sàng từ bỏ những thứ quen thuộc nhưng thiếu chính xác. Còn lại, phần lớn đều kháng cự lại sự thay đổi hoặc phát triển. Đa phần mọi người có vẻ đều sẵn sàng thà chết còn hơn là thay đổi những hệ thống niềm tin đang giam cầm họ trong những cấp độ ý thức thấp. Nếu điều này là đúng, tình trạng của con người rồi đây sẽ ra sao? Nhân loại chỉ nhích lên 5 điểm, liệu đó có phải là tất cả những gì chúng ta có thể trông đợi? Câu hỏi nhức nhối này xứng đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Trước hết, thực trạng phân bố cấp độ nhận thức trên toàn thế giới cho thấy một bộ phận đông đảo của loài người đang ở cấp dưới cùng của thang tiến hóa. Chúng ta vẫn dùng lực để bù đắp cho phần sức mạnh thực sự thiếu hụt. Những nền văn minh càng tiên tiến càng biểu lộ nhiều dao động. Nhờ biết tận dụng những bài học từ Thế chiến thứ hai, toàn nước Nhật đã thực hiện một bước nhảy lớn trong tiến trình tiến hóa. Ngược lại, do hậu quả của chiến tranh Việt Nam, cấp độ ý thức của người Mỹ đã tụt hạ. Những bài học được rút ra từ cuộc chiến này cho đến nay vẫn làm dấy lên nhiều nghi vấn. Đáng tiếc thay, người Mỹ nhìn chung thường tiêu khiển bằng những màn cảm xúc giật gân, vì thế mà bị hút về phía bạo lực. Chết chóc là món ăn tinh thần mà các gia đình thưởng thức mỗi tối trên truyền hình. Con cái chúng ta trưởng thành trong bầu không khí ấy. Người Mỹ dần già đã biết thưởng thức những thứ kinh hoàng chết chóc. Cái gì càng quái đản họ càng chuộng, càng hung ác và tàn phá đang trở thành hiện trạng. Dẫu vậy, vẫn còn đó quyền tự do lựa chọn, do đó vẫn hiện hữu một tiềm năng lớn cho sự dịch chuyển và đa dạng hóa trải nghiệm cá nhân, từ đó mở ra thêm nhiều lựa chọn thay thế. Những nghiên cứu của chúng tôi về vật lý lý thuyết cao cấp, động lực học phi tuyến và bản chất của các phương trình phi tuyến cho thấy rõ ràng, ít nhất về mặt lý thuyết, sự lựa chọn không chỉ là khả thi mà chắc chắn sẽ xảy ra. Từ cái có quy tắc sẽ xuất hiện cái bất quy tắc, hoặc có thể nói tất cả các mô thức điểm hút đều được kết nối với nhau dù chỉ bằng một sợi dây đơn lẻ. Nhưng chính xác thì những lựa chọn mang tính chuyển hóa sẽ xuất hiện theo cách nào? Cái gì sẽ sinh ra chúng hay tạo nên chúng và vì sao? Đây là một chủ đề có tính then chốt xoay quanh câu hỏi có những nguyên tắc ít ỏi nào đã được xác định.